dời. Xe đậu các kiểu mỗi thứ được phủ kính nơi nơi nơi. Chiều chiều tao rảnh đi ra trà chăm bằng chuyện tối nay mình chơi tới. Không phải lo xa vì chuyện tiền bạc, vì anh em tao đã có thời. Còn nơi đây là cây xăng Tân Phong. Tụi tao đổ từ thiếu sinh quân về tới nay đây trong cơn giông. Nhờ gà đá xấu tao biết mình vô chiếc xe của tao như con hổ. Bỏ chạy tán loạn thân ấy né lo khi mà tu hành sự bố. Các dân chơi ở nơi đây đa số ít nói nhiều. Mấy thằng nhóc mà nó tích kiều thì nó chẳng làm được bao nhiêu. Cuộc sống thôn quê hơi bị phức tạp, đéo biết nói sao cho mày hiểu. Nếu mày muốn bay ông hết ly này, tối nay anh em là một điếu nha. Về Củ Chi mày cứ một lần về thử đi, tao cho mày biết tình thương anh em qua đồng với đất Củ Chi. Đừng có lo xa buông bỏ tất cả, hãy cứ bước đi không suy nghĩ. Về tới nơi đây đi, tao cho mày ăn củ mì. Về Củ Chi mày cứ một lần về thử đi, tao cho mày biết tình thương anh em qua đồng với đất Củ Chi. Đừng có lo xa buông bỏ tất cả, hãy cứ bước đi không suy nghĩ. Về tới nơi đây đi, tao cho mày ăn củ mì. Về tới nơi đây tao cho mày thấy đẳng cấp anh em tao sáng chói. Quẹo vào trong hẻm như lú đầu ra là chiếc đờ răng mày thấy rồi. Anh em tôi chơi không bị biệt vùng biển, thấp cao địa vị của xã hội. Đơn giản ở đây là cùng nhau đi vượt những cung đường dài tăm tối. Mấy thằng trẻ trâu chạy xe nhẹt nhẹt cứ tưởng làm như có ai dí. Xin lỗi mày nha, không phải nói dốc anh em tụi chơi cả hai thầy. Một bộ có dí đi chăng nữa, anh em tao vẫn lung chứng giữa. Tao dám khẳng định mà thằng Pikachu đéo thể vượt qua bu xăng lửa. Vậy để tao nói cho mày nghe xong rồi tụi mày đừng quá chí. Nếu mày muốn chơi tất cả đồ xe thì cứ ra anh nhân bánh mì. Có những món đồ vô cùng tuyệt đẹp làm cho anh em phải ngứa mắt. Và đây đây thì có độ xe nhưng như các tiểu cụ nó trở mặt. Nhưng mà cứ từ còn nhiều điều thú vị lắm nha. Huy chương vàng, huy chương bạc anh em đều có bên 2K. Cho dù cuộc sống là phải bôn ba, mỗi tối đều phải đi mà tăng ca. Nhưng mà cứ đúng 12 giờ đêm anh em ta lại lên ga. Sa chi ray đơ so núp vẫn là chiến hữu. Quay riêng điện thoại 6X vẫn còn làm giấc mất ngủ. Center và da dép vẫn làm chủ cho ngày mai. Khi mà tốc độ tôi ở trên cao như chiếc winner đi đường dài. Về Củ Chi mày cứ một lần về thử đi, tao cho mày biết tình thương anh đem qua đồng với đất Củ Chi. Đừng có lo xa buông bỏ tất cả, hãy cứ bước đi không suy nghĩ. Về tới nơi đây đi, tao cho mày ăn củ mì. Về Củ Chi mày cứ một lần về thử đi, tao cho mày biết tình thương anh đem qua đồng với đất Củ Chi. Đừng có lo xa buông bỏ tất cả, hãy cứ bước đi không suy nghĩ. Về tới nơi đây đi, tao cho mày ăn củ mì. Thì coi chừng một hồi là mày quá cố. Đừng có tự xấu lấy nét để cho dân chúng thiên hạ phải trầm trồ. Ngày này năm sau là tròn một năm kỷ niệm để đưa mày xuống lỗ. Ăn mặc ở đây từ trẻ đến lớn vẫn còn theo cái truyền thống. Vẫn áo bào ba cùng gấm mà non, ngoài tao vẫn chèo xuồng trên sông. Còn mấy thằng em của tao hằng ngày nó vẫn cứ luôn đi canh sòng. Thể loại ai vua bố láo bà bá vào đây coi chừng là mày nằm một đống. Trên sông quê tao có mùa nước nổi, muốn được giống như tao thì mày
mày cũng thừa biết là phải đi đánh đổi. Đã vào cuộc chơi là nó thó thế, mày không được xó vé. Yeah. Đã đi buôn lậu là không được thó thế, một khi ra xe tốc độ đến mức là phải xé gió. Ơi chung tao cho là phải né đó, nếu thấy không an toàn thì tao khuyên mày một câu chân thành là phải né nó. Anh em tao nghèo nhưng mà vẫn còn không có, tụi mày chỉ biết việc sống chó thì làm sao đãi mày có nó. Không bao giờ tụi mày vượt qua hết sóng gió. Xé gió. Ơi chung tao cho là phải né đó, nếu thấy không an toàn thì tao khuyên mày một câu chân thành là phải né nó. Anh em tao nghèo nhưng mà vẫn còn không có, tụi mày chỉ biết việc sống chó thì làm sao đãi mày có nó. Không bao giờ tụi mày vượt qua hết sóng gió. Để tao đưa mày về Long An, nơi cánh cò còn bay khắp chốn. Là con cháu của sông Cửu Long vẫn đứng hiên ngang mà còn rất tốt. Xe của anh thì có vỏ rim nhưng về nội công thì anh không chắc. Tại sao hai nằm sâu bên trong, còn thằng trẻ trâu thì anh không chắc. Vì cuộc hẹn dưới miền Tây, anh em cùng nhau đón mấy con tập thấy ghiền ngày. Tụi mày khi chơi phải biết đời quay sẽ lắm phiền tài, nhưng không vì đó tao nản vì các sư boy ở miền Tây. Và tụi tao vẫn lên gà đá số. Nay mày chắc bao nhiêu mày dặn bánh dối là quá cố. Tinh thần của mày phải vẫn càng kỹ năng có trong tay. Chạy trâu ra xe thiên hẹn thì kiểu con chắc cũng xong ngay. Đúng 12 giờ, vẻ mặt ngây thơ, nói với má là đi ăn tối giả làm nai tơ. Tụi bay đâu rồi, đến liền ngay đi. Mình gạt xe thành con quậy dữ như muốn thống trị cả hai thì 62 sao làm mà cái thứ. Vậy con cần một trái lớn tự do, nếu mày thích thì ra sẽ chạy thử. Vậy chục chịu tính mạng thì tự lo. Anh em tao sao luôn các ba miền, sao cơn bão là bữa nhậu từng say. Đất miền Tây mình chơi là phải chứ, thằng nào thắng lỗ sẽ chạy bay lật ngay. Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, miền Tây nè. Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, miền Tây nè. Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, miền Tây nè. Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, miền Tây nè. Tụi tao ra xe vẫn sáng, vẫn sáng. Khi mày gặp tụi tao thì vẫn ngán, vẫn ngán. Em gái đủ tuổi học sinh mặc áo dài thích hay thì tay này mới 16 tuổi có đủ phẩm chất cho sau này. Dẫn về miền Tây, mày sẽ ghiền ngay. Tao không đi xuồng ba lá mà là đi xe cợp bay. Gây đỡ sai chia xuống nít lên bài nhẹ mới ít lợ. Winner tao đem sổ trái mày lên là phái phải hít hà. Là anh em ở miền sông nước và cùng đam mê tốc độ với niềm mong ước là cùng anh em ra xe luôn những người trong nước nhà. Dù cuộc chơi ra sao vẫn hết mình chung bước nè. Đáp lại là anh em ở miền sông nước và cùng đam mê tốc độ với niềm mong ước là cùng anh em ra xe luôn những người trong nước nhà. Dù cuộc chơi ra sao vẫn hết mình chung bước nè. Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, miền Tây nè. Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, miền Tây nè. Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, miền Tây nè. Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, Gatsin boy, miền Tây nè. Cái nơi tao sống từ khi còn nhỏ nó đã không hề an toàn. Chỉ mới 16 là bước ra đời áo trắng tao luôn cả căn hoàng. Tụi mày muốn chấm tất nhiên điều đó là vô vàng. Tuy rất lưu manh nhưng mà chơi chó tụi tao cũng xem như ngang hàng. Để tao kể cho tụi mày nghe về cái khu mà tao sống. Tới 2 giờ đêm đua xe nẹt bô thì hỏi người dân làm sao sống. Chơi trò tiểu nhân từ khi còn nhỏ chứ không chơi trò bong bóng. Tuổi thơ tao phải bông ba còn mày đừng bọc tự hỏi làm sao giống. Không đập đá chỉ hút cần xa chơi như vậy nó mới ngộ. Còn về phần xe ở khu vực này tao bao từ dream cho tới độ. Sai nè, ây vô ây vô lại đây tao nói nhỏ. Hút cho hết bịch cần anh tặng thêm điếu cỏ. Nếu mà mày không thích cứ im mẹ mồm bất xéo xỏ. Nhưng anh em một khi đụng chuyện tấm gọn một câu là đéo bỏ nè. Viết cho tụi mày biết là tiếc chứ không cần biết là có bao nhiêu đồng tiền mà anh em tao đã sang phung phí mà. Khói trắng tao cùng xiết nà muốn lên cho tận nóc nhà. Thế nên tao phải ráng và thắng mặt thua chứ đéo. Còn nó quen thuộc ơi bày để xíu. Tụi nó ra rồi mình đánh. Cú này vốn dĩ phức tạp hơi nhiều nó mang cái tên là Bình Chánh. Có một bài thích từng canh. Anh em tao ít nhưng mà biết chơi dù có chuyện gì cũng gồng gánh. Còn nó quen thuộc ơi bày để xíu. Tụi nó ra rồi mình đánh. Khu này vốn dĩ phức tạp hơi nhiều. Nó mang cái tên là Bình Chánh. Một nửa thanh thị một nửa
tử tông quê có câu bài để từng cánh. Anh em tao ít nhưng mà biết chơi, dù có chuyện gì cũng không gánh. Giải đời đây thì anh không thiếu, muốn là thiên chúc. Tao có thằng đầy ở khu vực này, nó tên là Hà Dương Phúc. Mày muốn gà gặm thì phải có tiếng, địa vị ở xã hội. Còn mày không có thì phải có tiền, nếu không chắc chắn mày sẽ lội. Ê, thấy không, thấy không, đây là thằng em tao. Thì mới ra đời nhưng mà sống chính nghĩa, thằng nào bố láo cho ăn giàu. Nó không cần biết tụi mày đúng hay sai, mới ra trường hay là mới đi cai. Nhưng mà đúng tới thằng anh em nó còn hơn ác mộng trong chim bao. Ở nơi đây hơi cái là chơi nên sao mày trở tay không kịp. Trước mắt mày thấy tụi nó giật xe ở lên Minh Sơn khu công nghiệp. Là tối nó vẫn là sự thật, về khu này nó không xài. Chiếc xe nó chạy đi bình xăng con, nếu không ra dẹp cũng bông mày. Vẫn như mọi ngày cà phê thuốc lá, tối giao đá cho mấy anh em. Có mấy thằng đại ở ngoài đầu hẻm canh sạch bạc cho đến thâu đêm. Nếu muốn an toàn thì để tao dắt, sau này có đi thì mình tránh. Mày tới đây rồi thì không thể quên mảnh đất gió sương là Bình Chánh. Còn nó quen tụi ơi bày để xíu, tụi nó ra rồi mình rảnh. Khu này vốn dĩ phức tạp hơi nhiều, nó mang cái tên là Bình Chánh. Một nửa thành thị một nửa thôn quê, có câu bài thích tình cảnh. Anh em tao ít nhưng mà biết chơi, dù có chuyện gì cũng không gánh. Tao ra sới anh em đồng kết trên tình nghĩa. Nhưng ai trong một đồng thảo mười quế xế hết chính là chèo. Tụi nó cô mày như miếng mà ngon, chỉ chờ thời cơ đưa mày lên dĩa. Kỹ năng mày xài mà không mướt, không cẩn thận bị bắt là nghèo. Gặp bố bố khuyên mày một điều, giữ bình tĩnh cầm nại lên ga. Quan trọng là có máu liền, nếu không bị bắt có nước kinh la. Đam mê mà tao theo đuổi, có những khó khăn tao phải đánh đổi. Những ngày đầu vẫn còn bập bẹ, đa số rất tài không thể tránh khỏi. Những đam mê của các quái xế là giật trình xăng hay ở quốc lộ. Nằm xe thật cá đa số lên đầu, chung đam mê là tốc độ. Bình bông dính chích bô đam và những hiện thoại vẫn còn phản tiếng. Tốc độ luôn nằm ở trong tim, không thể phục tắc và tan biến. Không quan trọng xe mày bao nhiêu, quan trọng là kêu và bản lĩnh. Một cây hai phải nói bao phiêu, đường đông bao nhiêu phận diện bình tĩnh. Tao muốn một ngày anh em đồng nhất, dùng tiếng vô thay lời chào. Tất cả quái xế cùng chung hợp nhất, diện hay đội đam mê mời vào. Đứng ở đây tôi có anh em, bên phải tôi có Liêu Ken, bên trái tôi có Biêu Nhóc, còn ở xa tôi có thằng em. Tụi mày ghét thì hãy nhìn xem, anh em tao cùng quay trở lại. Vượt qua bao nhiêu là sóng gió, nếu phải mày làm gây trở ngại. Đứng ở đây tôi có anh em, bên phải tôi có Liêu Ken, bên trái tôi có Biêu Nhóc, còn ở xa tôi có thằng em. Tụi mày ghét thì hãy nhìn xem, anh em tao cùng quay trở lại. Vượt qua bao nhiêu là sóng gió, nếu phải mày làm gây trở ngại. Tao đã quay trở lại, anh em còn ở đó không ta? Nhớ mấy chủ ngày dài, gà lạc cùng anh em phong ba. Chơi xe, vậy cho ta hãy giữ im lặng. Thời như em sẽ gánh, cùng nhau dừng xe trong đêm vắng. Và còn bao nhiêu thằng ở bên tao khi tao trở lại? Và còn bao nhiêu mạng cùng tao vượt qua bao chướng ngại? Đam mê này vẫn như xưa, tụi ta không lùi bước. Tao vẫn chạy dù trời mưa, dù bị bố phía trước. Sống nghèo, sống khó, chỉ để sống chó với anh em. Bán đồ bán, chỉ để bao giờ bán anh em. Đam mê này vẫn ở trong tim, không bao giờ nằm trong lời nói. Hết sự bắt bắt cho mấy cái, khá anh em xong rồi mày chối. 10 năm tao chơi rap, 8 năm tao chơi xe. Đã có anh em nằm xuống và thành công cuộc đam mê. Ở đây tao có bốn thằng, tôi sinh ra cuộc sống khác nhau. Đam mê trong tao bất diệt, chục năm nữa đéo đổi khác nhau. Ở đây tao có anh em, bên phải tao có Liêu Ken, bên trái tao có Biêu Nhóc, còn ở xa tao có thằng em. Tụi mày ghét thì hãy nhìn xem, anh em tao cùng quay trở lại. Vượt qua bao nhiêu là sóng gió, nếu phải mày làm gây trở ngại. Đứng ở đây tao có anh em, bên phải tao có Liêu Ken, bên trái tao có Biêu Nhóc, còn ở xa tao có thằng em. Tụi mày ghét thì hãy nhìn xem, anh em tao cùng quay trở lại. Vượt qua bao nhiêu là sóng gió, nếu phải mày làm gây trở ngại. Đứng dậy đi hiểu tao, tao sẽ chỉ cho tụi mày thấy. Xe cộp thì vẫn còn chạy, đam mê này vẫn còn nằm đây. Cứ đúng giờ anh em mình đậu, phải chú ý mấy chú bô bô. Không bị bố là chú mày khổ, chứ đừng mơ mì solo coco. Bình bông hay FCR, mạnh hay không là do thời chỉnh. Nếu ra chơi mà xe đồng bài, thắng hay thua là do đại định. Không cần nói thì mày cũng biết, dốc ung rộng hiện thoại một thời. Anh em tao cứ đam mê, khi chơi gì không nghe một lời. Không cần biết là trái bao nhiêu, xe mày đinh hay là đã sổ. Cứ đam mê anh em mình chơi, một cây hai anh em mình đủ. Đã ra chơi thì không sợ bố, đam mê chính vẫn là tốc độ. Tay nhấn ga còn chân đá xuống, nay từng đôi trên đường quốc lộ. Một khi chơi thì đừng mắm dấu, phải giữ bình tĩnh mà ra xe. Và chú ý hai bên đường, vì hình sự nó luôn mê. Anh em tao cứ đam mê, chơi tới sáng anh em mình về. Mặc kệ hết những lời khen chê, vì từ bỏ là điều không dễ. Yeah, và tao cùng với tất cả anh em ở đây lại một lần nữa thắp sáng cái đam mê này. Mà mày không coi trọng, mà cũng chẳng cần đâu. Vì mày chỉ xem đây là bàn đạp để cho mày đi lên. TTK.
Giờ ở đây tôi có anh em, bên phải tôi có Liêu Ken, bên trái tôi có Biêu Nhóc, còn ở xa tôi có thằng em. Tụi mày ghét thì hãy nhìn xem, anh em tao cũng quay trở lại. Vượt qua bao nhiêu là sóng gió, đéo phải mày làm gây trở ngại. Đứng ở đây tôi có anh em, bên phải tôi có Liêu Ken, bên trái tôi có Biêu Nhóc, còn ở xa tôi có thằng em. Tụi mày ghét thì hãy nhìn xem, anh em tao cũng quay trở lại. Vượt qua bao nhiêu là sóng gió, đéo phải mày làm gây trở ngại. Giai đồng rap cũng sức công sức công sức công sức cùng anh em. 11 giờ khuya đứng lên đồng bảo cùng canh xem. Số kêu số trên em hết kỹ năng mình dâng hiến. Chỉ vì đam mê sống chết có số chẳng mong một ngày được thăng tiến. Anh em tình nghĩa là thứ trên hết mới đem cảm xúc và nguyện vào nhau. Và cái đam mê gắn liền sinh tử thì cứ bất chấp thì có làm sao. Anh em tao có thằng đằng sau, có thằng dẫn đầu ở phía trước. Còn anh em mày có thằng gần nhau, có em chìm chó bị bắt được. Thời quy quẹt không còn đường phố nhưng bù lại là có sân chơi. Nếu như mà tên ai mày đỉnh thì mày bước cặp chân vô chơi. Mà mày bước cặp chân vô chơi. Mà mày bước cặp chân vô chơi.